Báo Công an Nhân dân đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7 tháng 11 đã kêu gọi những người ủng hộ Đảng Dân Chủ không nóng giận sau chiến thắng bầu cử của ông Donald Trump. Ông Biden phát biểu tại Vân Hồng Nhà Trắng trước những người ủng hộ thất vọng sau thất bại của Phó Tổng thống Kamala Harris. Những thất bại là không thể tránh khỏi, nhưng bỏ cuộc là điều không thể tha thứ. Bên cạnh đó, ông Biden cam kết chuyển giao quyền lực một cách có trật tự. Một điều tôi hy vọng chúng ta có thể làm, bất kể bạn bỏ phiếu cho ai, là coi nhau không phải là đối thủ, mà là những người Mỹ đồng hương. Xin hãy đừng nóng giận, tôi cũng hy vọng chúng ta có thể giải quyết được câu hỏi về tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử Mỹ. Hệ thống này trung thực, công bằng và minh bạch và có thể tin cậy được, bất kể chúng ta thắng hay thua. Trước đó, ông Biden đã mời ông Trump đến gặp tại Nhà Trắng và chiến dịch của ông Trump cho biết Tổng thống đắc cử chấp nhận lời mời trong những tuần tới, ông Trump sẽ lựa chọn nhân sự để phục vụ dưới chính quyền của mình. Bà Kamala Harris cũng đã có bài phát biểu an ủi người ủng hộ hôm 6 tháng 11. Giống như ông Biden, bà đã hứa sẽ hỗ trợ quá trình chuyển giao trước lễ nhậm chức của ông vào ngày 20 tháng 1 năm tới, nhưng kêu gọi Đảng Dân Chủ tiếp tục đấu tranh cho những gì họ tin tưởng. Một số đảng viên dân chủ từng cho rằng việc ông Biden rút khỏi cuộc đua và bà Kamala Harris lên tranh cử là nguyên nhân khiến họ thất bại trong cuộc bầu cử. Ông Biden đã không đề cập đến vai trò của mình trong cuộc bầu cử hoặc những lời chỉ trích từ các thành viên trong đảng của ông. Theo báo Vietnamnet, công tố viên đặc biệt sẽ khép lại những vụ án hình sự chống ông Trump trước khi tổng thống mới đắc cử nhậm chức. Điều này có nghĩa là các vụ án sẽ không được tiến hành xét xử. Báo The Guardian dẫn tin từ hai người có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này cho biết, như vậy các vụ việc pháp lý liên quan tới ông Donald Trump sẽ không được hoàn tất trước thời điểm ông nhậm chức. Một khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, văn phòng công tố viên đặc biệt sẽ bị cấm tiếp tục các động thái hình sự theo chính sách của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp Mỹ đã từ lâu nắm rất rõ rằng nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, các vụ án hình sự chống ông, gồm cả cất giữ tài liệu mật và nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 sẽ phải kết thúc vì các cáo buộc có khả năng bị hủy bỏ. Tổng thống Mỹ có quyền ân xá cho bất kỳ cáo buộc hình sự liên bang nào và một số chuyên gia pháp lý cho rằng điều đó bao gồm cả việc tự ân xá. Việc khép lại các vụ án có thể được cho là một biện pháp phòng ngừa để đảm bảo ông Trump không thể ra lệnh sa thải công tố viên đặc biệt Jack Smith như ông từng tuyên bố sẽ làm nếu đắc cử. Bộ Tư pháp vẫn đang xem xét cách giải quyết các vụ án hiện đang ở nhiều giai đoạn khác nhau và rất phức tạp. Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2022 trong bối cảnh cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt sắp diễn ra. Cuộc điều tra đó xem xét việc ông Trump giữ lại các tài liệu an ninh quốc gia tại câu lạc bộ Mar-a-Lago sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Trong nhiều tháng, chiến lược pháp lý bao trùm của ông Trump là trì hoãn các vụ án hình sự cho tới sau ngày bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11. Ông Trump hy vọng nếu giành chiến thắng, ông có thể bổ nhiệm một bộ trưởng tư pháp trung thành, người sẽ hủy bỏ các vụ án chống lại ông. Theo báo New York Times, chiều ngày 6 tháng 11 theo giờ địa phương, sáng ngày 7 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden, vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama và vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton lần lượt đăng tải trên X thông điệp công khai đầu tiên sau khi cục diện cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 ngã ngũ ông biden ông obama và ông clinton đều là những chính khách thuộc đảng dân chủ thông điệp của đương kim tổng thống joe biden chủ yếu nhằm động viên phó tổng thống kamala harris người vừa có phát biểu tuyên bố thua cuộc bầu cử cách đó hơn một giờ ông biden chia sẻ điều mà nước mỹ vừa thấy hôm nay là bà kamala harris mà tôi biết và ngưỡng mộ sâu sắc bà ấy là một cộng sự vĩ đại và là một quan chức nhà nước đầy chính trực dũng cảm và ca tính trong hoàn cảnh đặc biệt bà ấy đã đứng ra dẫn dắt một chiến dịch lịch sử bà cho thấy những gì có thể xảy ra khi được dẫn dắt bởi một tấm gương đạo đức tốt và tầm nhìn rõ ràng vì một quốc gia tự do, công bằng và đầy ắp cơ hội cho người dân Mỹ. Đường kim tổng thống Mỹ nhấn mạnh việc chọn bà Harris làm ứng viên phó tổng thống là quyết định đầu tiên của ông khi ông được Đảng Dân chủ tín nhiệm là ứng viên tổng thống hồi năm 2020. Với ông, đó chính là quyết định đúng đắn nhất của bản thân từng đưa ra. Theo báo New York Times, cũng trong chiều ngày 6 tháng 11 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Nhà Trắng cho biết ông Biden đã chúc mừng ông Trump vì đã chiến thắng nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai. Tổng thống Biden bày tỏ cam kết sẽ chuyển giao quyền lực nhịp nhàng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết đất nước, Nhà Trắng phát thông báo. Bên cạnh đó, ông Biden cũng gửi lời mời ông Trump đến gặp mình tại Nhà Trắng và đội ngũ của hai bên đang lên kế hoạch cho cuộc gặp này. Đây là thông lệ của các đời Tổng thống Mỹ trước đây, trừ ông Trump trước khi rời nhậm sở. Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ phát biểu trước công chúng vào ngày 7 tháng 11 để nói về kết quả bầu cử và quá trình chuyển giao quyền lực. Sau ông Biden chỉ vài phút, vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama cũng đăng thông điệp của riêng mình. Mở đầu thông điệp, vợ chồng ông Obama gửi lời chúc mừng cho ông Trump và khẳng định không thể tự hào hơn vì những gì bà Harris đã làm. Tuy nhiên, ông Obama cũng đưa ra một số cảnh báo về tình hình Mỹ. Như tôi đã nói, trong thời gian tranh cử, nước Mỹ đã trải qua rất nhiều khó khăn trong vài năm qua. Từ một đại dịch lịch sử và sự tăng vọt giá hàng hóa do đại dịch gây ra, đến những biến đổi nhanh chóng và cảm giác ám ảnh nhiều người rằng dù họ có làm việc chăm chỉ như thế nào, thì điều tốt nhất họ có thể làm được là không thụt lùi những hoàn cảnh đó đã tạo nên cơn gió ngược cho những lãnh đạo dân chủ đương nhiệm trong thế giới. Tối qua đã chứng minh rằng Mỹ không phải ngoại lệ. Tin tốt là những vấn đề này có thể giải quyết, nhưng chỉ khi chúng ta lắng nghe nhau và tuân theo những nguyên tắc khiến định cốt lõi và thông lệ dân chủ đã làm nên đất nước này. Sau ông Biden và ông bà Obama, vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đăng thông điệp phản hồi kết quả bầu cử. Trong đó, ông bà Clinton hy vọng cặp Trump Vance sẽ điều hành đất nước vì tất cả chúng ta và mong rằng chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ thuận buồm xuôi gió. Vợ chồng Clinton nhắc nhở chúng ta cần giải quyết những vấn đề của mình và cùng nhau nắm bắt cơ hội. Bà Clinton chính là người đã để thua ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Theo báo tin tức thông tấn xã Việt Nam, chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đang có kế hoạch đẩy nhanh việc chuyển giao 6 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự còn lại cho Ukraine trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2025. Dẫn lời các quan chức chính quyền của Tổng thống Biden, báo Mỹ Politico vào ngày 6 tháng 11 đưa tin, Nhà Trắng có kế hoạch đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí trong bối cảnh lo ngại một chính quyền Tổng thống Donald Trump trong tương lai sẽ đình chỉ việc chuyển giao vũ khí đến Kiev. Trong các đợt vận động tranh cử trước đây, cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng ông sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ và đưa Mỹ ra khỏi cuộc xung đột đó, nhưng không nói rõ bằng cách nào. Các nhà ngoại giao ở Kiev cũng cho biết từ trước cuộc bầu cử rằng không rõ sáng kiến nào của ông Trump sẽ phù hợp với các cuộc đàm phán về Ukraine. Trong bài phát biểu tuyên bố chiến thắng trong ngày 6 tháng 11, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cũng nhấn mạnh, tôi sẽ không bắt đầu một cuộc chiến, tôi sẽ ngăn chặn các cuộc chiến. Theo hãng tin Reuters, Hồi tháng 6, hai cố vấn hàng đầu của ông Trump là tướng Hồi lưu Kech Kilok và Fred Flit đã đề xuất một kế hoạch ngưng viện trợ quân sự cho Ukraine, trừ khi nước này đồng ý đàm phán hòa bình với Nga. Politico cho biết trong gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 4 có 4,3 tỷ đô la Mỹ sẽ lấy từ kho vũ khí hiện có, còn 2,1 tỷ đô la Mỹ sẽ được cung ứng bằng các hợp đồng vũ khí với các công ty quốc phòng Mỹ. Mặc dù Tổng thống có thẩm quyền cung cấp các kho vũ khí hiện có, song các quan chức Nhà Trắng lo ngại việc chuyển giao số lượng lớn vũ khí cho Ukraine có thể mất nhiều tháng và thậm chí kéo dài sau lễ nhậm chức của ông Trump. Trong một tuyên bố với tờ Politico, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Trung tá Charlie Diet khẳng định bất chấp những lo ngại về việc chuyển giao vũ khí không đúng hạn, Lầu Năm Góc vẫn sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ Ukraine. Trung tá Diaz nhấn mạnh: Chúng tôi hy vọng sẽ viện trợ được thêm trong những tuần tới. Gần đây nhất vào ngày 16 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố khoản hỗ trợ an ninh mới trị giá 425 triệu đô la Mỹ cho Ukraine trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo hãng tin AP, ông Trump được dự đoán sẽ tái đắc cử với 292 phiếu đại cử tri so với 224 phiếu của Phó Tổng thống Kamala Harris. Đây đánh dấu sự trở lại lịch sử của ứng viên Đảng Cộng hòa người đã thua trong cuộc đua giành chức tổng thống Mỹ năm 2020 trước ứng viên Đảng Dân chủ Biden. Sau khi nghe tin ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ, tổng thống Ukraine Zelensky đã có động thái hàn gắn những căng thẳng trước đây. Ông Zelensky đã điện đàm chúc mừng ông Trump về chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 11. Trong lời chúc mừng trên nền tảng X, Tổng thống Zelensky viết rằng ông đánh giá cao cam kết của Tổng thống Trump đối với cách tiếp cận hòa bình thông qua sức mạnh trong các vấn đề toàn cầu. Theo báo Tiền Phong, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có bài phát biểu hôm 6 tháng 11 sau khi chiến dịch tranh cử chấp nhoáng của bà không thể ngăn ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Bà Harris nói với những người ủng hộ tại Đại học Howard, một trường đại học lịch sử của người da màu ở Washington, nơi bà từng theo học. Mặc dù tôi lùi bước trong cuộc bầu cử này, nhưng tôi sẽ không lùi bước trong cuộc đấu tranh đã thúc đẩy chiến dịch này. Nhiều khán giả đã rơi nước mắt. Bà Harris cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh cho nữ quyền và chống lại bạo lực súng đạn, đồng thời đấu tranh cho phẩm giá mà tất cả mọi người xứng đáng được hưởng. Bà cho biết đã gọi điện cho Tổng thống đắc cử Donald Trump Chúc mừng ông về chiến thắng và hứa sẽ tham gia vào quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Nữ ứng viên Đảng Dân chủ đã phát biểu trước đám đông gồm cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, các trợ lý tại Nhà Trắng và hàng nghìn người hâm mộ. Bài hát chủ đề trong chiến dịch của bà Harris, Freedom của Beyoncé, được phát khi bà bước lên sân khấu. Ứng viên Phó Tổng thống của Đảng Dân chủ, thống đốc Minnesota Tim Walz cũng có mặt. Bà Harris khuyến khích những người ủng hộ bà, đặc biệt là những người trẻ tuổi, không bỏ cuộc ngay cả khi họ thất vọng. Bà nói, đôi khi một cuộc đấu tranh sẽ cần có thời gian, điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không chiến thắng. Bà Harris đã trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ sau khi ông Joe Biden rút lui khỏi chiến dịch tranh cử. Sự xuất hiện của bà mang đến một làn gió mới, nhưng bà đã gặp nhiều khó khăn khi phải vượt qua mối lo ngại của cử tri về nền kinh tế và nhập cư. Hàng nghìn người đã tụ tập vào tối ngày 5 tháng 11 ở Đại học Howard với hy vọng được ăn mừng chiến thắng lịch sử khi một người phụ nữ da màu đắc cử tổng thống Mỹ. Dù bà Harris không thành công nhưng sáng ngày 6 tháng 11, các khán giả vẫn quay lại sân khấu để thể hiện sự ủng hộ. Donna Bruce, 72 tuổi cho biết, "Hôm nay tôi ở đây để thể hiện tình yêu và sự tôn trọng đối với bà ấy vì những gì bà ấy đã làm." Bruce cho biết, bà vừa nhìn thấy một bé gái mặc áo phông có dòng chữ "Một cô gái da màu sẽ cứu thế giới". Bruce nói, tôi vẫn tin điều đó, có thể không phải người phụ nữ này, nhưng tôi tin rằng một người phụ nữ da màu sẽ làm được. Theo báo Vietnamnet, Donald Trump đã trở lại đầy ngoạn mục trên chính trường sau những biến động chính trị và tranh cãi không ngừng suốt 4 năm qua. Nhưng chiến thắng đích thực thuộc về JD Vance, người sẽ trở thành phó tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Chiến thắng của ông Trump đã giúp đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới của chủ nghĩa bảo thủ tại Mỹ với người dẫn dắt chính là người bạn đồng hành tranh cử của ông, người sắp trở thành phó tổng thống trẻ thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ JD Vance. Nhà phân tích chính trị Yuval Levin chia sẻ với tờ The New Yorker: Nếu bạn nhìn vào xuất thân và tuổi 40 của anh ấy, thì JD Vance là người thành công nhất trong thế hệ của mình trên chính trường Hoa Kỳ. Phong trào MAGA tức là make America great again làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại là một hiện tượng chính trị do ông Donald Trump dẫn đầu với mục tiêu khôi phục vị thế và sự vĩ đại của nước Mỹ thông qua chủ nghĩa dân tộc và chống lại các xu hướng toàn cầu hóa. Chiến thắng của Trump có thể được coi là sẽ củng cố cho phong trào này trong xã hội Mỹ một số nhà bình luận đã gọi gdvans là thái tử của phong trào maga người không chỉ kế thừa di sản của ông trump mà còn có khả năng khởi xướng một phong trào chính trị mới nhằm đoàn kết mọi tầng lớp trong xã hội mỹ dưới ngọn cờ dân túy gdvans là một trong số ít những người tại mỹ có thể kết nối tầng lớp lao động vùng trung tây với các cử tri trẻ ở thành thị đang bất mãn về hiện trạng xã hội mỹ đồng thời kết nối giới tinh hoa ở thung lũng silicon với tầng lớp trí thức tại các trường đại học hàng đầu trong khi ông Donald Trump có phong cách lãnh đạo mạnh mẽ, gây tranh cãi và thường xuyên chỉ trích giới truyền thông và các đối thủ, thì Jim Vance được biết đến với phong cách điềm tĩnh và khả năng tiếp cận đa dạng với đối tượng cử tri từ giới lao động đến trí thức. Lợi thế Vance có được là hoàn cảnh xuất thân khác hoàn toàn với ông Donald Trump. Jiri Vance sinh ra trong cảnh nghèo khó và dành phần lớn thời thơ ấu trong một thành phố công nghiệp nhỏ, Middletown, Ohio, tọa lạc ở chính giữa vành đai dì xét, một mảnh đất dường như bị nước Mỹ bỏ quên trong thời đại toàn cầu hóa. Có lẽ, bằng chứng tốt nhất cho niềm tin của Vance vào sự thống nhất này là cách anh bước chân vào chính trường vào năm 2022 khi tranh cử làm thượng nghị sĩ bang Ohio. Vance đã tìm cách tập hợp các tầng lớp bảo thủ và lao động quanh những vấn đề như tạo việc làm, phát triển kinh tế địa phương và bảo vệ các giá trị truyền thống. Anh thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt và thảo luận với cử tri để truyền tải thông điệp rằng sự đoàn kết giữa các tầng lớp chứ không phải sự phân chia sắc tộc mới là nền tảng của một nước Mỹ hùng mạnh. Mặc dù anh xây dựng hình ảnh chiến dịch tranh cử như một người ngoài cuộc chính trị, chỉ trích mạnh mẽ giới tinh hoa Mỹ nhưng nhận được sự ủng hộ tài chính từ những người thuộc tầng lớp này tại Thung lũng Silicon, đặc biệt là với những khoản đóng góp của Peter Thiel. Có lẽ chính sự xuất hiện của JD Vance trong liên danh tranh cử đã giúp Donald Trump nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới bảo thủ ở Thung lũng Silicon, đặc biệt là Elon Musk Quyết định lựa chọn Vance đã thể hiện rõ mong muốn của ông Trump để tìm một người bạn đồng hành cả về quan điểm chính trị lẫn tư duy. Khi xem qua hàng loạt cuộc trò chuyện tiếp xúc với báo chí của Vance trong suốt thời gian tranh cử, có lẽ cần nhận định rằng Vance là người thông minh, hùng biện nhất trong số các nhân vật đã và đang nỗ lực kế thừa di sản của Trump. Thái độ thoải mái tự nhiên và khả năng bày tỏ sự cảm thông của Vance khi nói chuyện với công chúng cho thấy anh cũng rất phù hợp để xuất hiện trên TV, điều mà đối với Trump từng là một ngôi sao truyền hình luôn coi trọng. Báo Người Lao Động Thông Tin, Nhà Trắng tuyên bố, Tổng thống Joe Biden ngày 6 tháng 11 đã nói chuyện với Tổng thống đắc cử Donald Trump để chúc mừng chiến thắng của ông và mời ông tới Nhà Trắng, mục đích là để thảo luận về tiến trình chuyển giao giữa các chính quyền tại Nhà Trắng. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden bày tỏ cam kết đảm bảo tiến trình chuyển giao suôn sẻ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nỗ lực gắn kết đất nước. Tổng thống cũng mời Tổng thống đắc cử Trump tới Nhà Trắng. Nhân viên sẽ điều phối ngày cụ thể trong thời gian tới. Tránh văn phòng Nhà Trắng Jeff Zients đã liên hệ với những người đứng đầu nỗ lực chuyển giao của Tổng thống đắc cử Trump để nhấn mạnh cam kết của chính quyền Tổng thống Biden trong việc dẫn đầu một quá trình chuyển đổi có trật tự và nêu bật các thỏa thuận cần thiết để tiến lên phía trước. Theo đài CNN, nhóm truyền tiếp của ông Trump vẫn chưa ký các biên bản ghi nhớ, gọi tắt là MOU, tới Nhà Trắng hoặc Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp GSA để chính thức mở khóa quyền truy cập vào các nguồn lực truyền tiếp quan trọng. Theo đạo luật chuyển tiếp của Tổng thống, các nhóm chuyển tiếp phải đồng ý với hai MOU, một thông qua GSA cung cấp quyền truy cập vào không gian văn phòng, thiết bị và vật tư. Văn bản còn lại thông qua Nhà Trắng cung cấp quyền truy cập vào thông tin, nhân viên cơ quan, cơ sở vật chất. Trong tuyên bố phản hồi, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump khẳng định cuộc họp sẽ sớm diễn ra. Tờ Guardian dẫn lời giám đốc truyền thông của chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Stephen Cheung, nói rõ. Tổng thống Joe Biden đã gọi điện cho ông Donald Trump để chúc mừng chiến thắng bầu cử và gửi lời mời đến Nhà Trắng nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ giữa chính quyền hiện tại và chính quyền mới. Tổng thống Trump mong đợi cuộc gặp sẽ sớm diễn ra và rất trân trọng cuộc gọi. Trước đó, đài CNN đưa tin nhóm truyền tiếp của ông Trump đã thành lập văn phòng ở West Palm Beach, bang Florida ngay khi cuộc bầu cử kết thúc nhiều nhân viên đã nhận được email thông báo cho họ về quá trình chuyển đổi sẽ như thế nào và vai trò tương lai của họ trong quá trình chuyển giao quyền lực những người đứng đầu nhóm chuyển tiếp ông Howard Lunick và bà Linda McMahon đã bắt đầu gặp gỡ các ứng cử viên tiềm năng cho các vị trí quản lý và trong một số trường hợp đã bắt đầu quá trình xem xét kỹ lưỡng một số đồng minh của ông trump đã tình nguyện giúp lập danh sách những nhân vật cho các vị trí cấp cao Bộ phận nhân sự của dự án 2025 do ông John McEntee, người trung thành với ông Trump, chịu trách nhiệm đã xem xét hàng ngàn quan chức chính quyền Trump tiềm năng trong tương lai và cũng dự kiến đưa ra các khuyến nghị cho nhóm chuyển tiếp.